dàn sao đồng loạt bày tỏ mong ước gì với Lý Nhã Kỳ trong ngày sinh nhật của cô. Lý Nhã Kỳ vừa tổ chức buổi tiệc nhỏ đón tuổi mới, quy tụ dàn nghệ sĩ như ca sĩ Thanh Hà, Phương Uyên, ca sĩ Quang Linh, ca sĩ Đan Trường, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Nguyên Phủ, diễn viên Bình Minh, siêu mẫu lan khuê ca sĩ Hòa Minh Di. Trong không gian ấm cúng, chủ nhân buổi tiệc có những phút lắng lòng khi chia sẻ về bản thân. Cô xúc động bật khóc trước tình cảm của đồng nghiệp, đều là những người thương, chứng kiến một lý nhã kỳ non nước khi mới bước chân vào showbiz cho đến hiện tại. Phương Nguyên hộ tống Thanh Hà đến dự tiệc sinh nhật của Lý Nhã Kỳ. Bộ đôi nghệ sĩ đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Huấn luyện viên dòng hát Việt 2016 hát sợ yêu tặng chủ nhân buổi tiệc. Bình minh lẽ bóng đến dự tiệc. Ở tuổi 43, anh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong độ. Nam diễn viên cô gái xấu xí hiện tất bật với công việc kinh doanh. Phương Thanh Giảng dị đi dự tiệc. Thời gian qua, giọng ca trống vắng dần trở lại với các hoạt động âm nhạc. Chị em Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm tại sự kiện. Cả hai gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách thời trang quyến rũ. Thanh Thanh huyền diện với bó sát tung vòng eo thon cùng đôi chân dài. Sau các cuộc thi nhan sắc, người đẹp quê Khánh Hòa tập trung cho vai trò MC song ngữ. diu Lê được khen ngợi về phong cách thời trang. Giọng ca chính ít từng vướng tin đồn hẹn hò với Lý Nhã Kỳ song người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận. Ca sĩ đang trường diện vest trắng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung. Tại buổi tiệc, anh hát tặng diễn viên 8 ít ca khúc kiếp ve sâu, tình đơn phương. Phương Thanh cũng lên sân khấu khuấy động đêm tiệc sinh nhật của nữ diễn viên. Nguyên Vũ là người bạn thân thiết trong nghề của diễn viên kiều nữ và đại gia. Thậm chí nam ca sĩ từng hài hước tuyên bố khi nào đồng nghiệp lấy chồng, thì tôi lấy vợ, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng nhau. Hòa Minh Di được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc. Người hâm mộ mong dòng ca chính ít tìm được bến đổ sau những sóng gió tình cảm. Lan Khuê đến từ khá sớm. Diễn viên Phương Lan khoe chân dài với mốt kính trên, hở dưới bên chủ nhân buổi tiệc. Siêu mẫu Xuân Lan mặc áo xuyên thấu tới chung vui với Lý Nhã Kỳ. Mẹ và các cháu Lý Nhã Kỳ mặc ton sơ ton đen vừa buổi tiệc tổ chức tại một nhà hàng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Quang Linh, Nguyên Vũ, Phương Thanh cũng lên sân khấu hát nhảy cùng đồng nghiệp. Lý Nhã Kỳ có những phút lắng lòng khi chia sẻ về bản thân, cô xúc động bật khóc trước tình cảm của đồng nghiệp, đều là những người thương cô chứng kiến một lý nhã kỳ non nước khi mới bước chân vào showbiz cho đến khi đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ và trở thành một tên tuổi lớn của làng giải trí. Các nghệ sĩ đã ở lại rất khuya, cùng hàng nguyên tâm sự, giao lưu bằng âm nhạc trao nhau những nụ cười. Ai cũng mong Lý Nhã Kỳ nhanh chóng yên bề gia thất có được bến độ xứng đáng. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong không khí hân hoan, ấm áp, trang hòa tình đồng nghiệp. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong không khí hân hoan, ấm áp, trang hòa tình đồng nghiệp những trò chơi nhẹ nhàng gắn kết góp phần làm không khí tiệc sinh nhật thêm sôi động và ngập tràn tiếng cười những giây phút tuyệt vời trò chuyện thoải mái và vui vẻ với các nghệ sĩ là kỷ niệm không thể nào quên trong dịp sinh nhật mừng tuổi mới của lý nhã kỳ cô cũng không quên hứa sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật với niềm đam mê lớn cũng như sẽ yêu bằng trái tim đầy nhiệt huyết để có cơ hội gặp lại những gương mặt mình vô cùng yêu quý trong nhiều sự kiện riêng tư như đám hỏi đám cưới khiến bạn bè vô cùng phấn khích